Khanh Già, Ngọc Phát Lôi Đình, có chuyện gì vậy? Dương Mẫu, nói coi. Tư Ngọc Đế, Hàng Long La Hán ăn cắp đầu tiên trong vườn đào, đem cho mấy con bầu ăn hết rồi. Chẳng những hắn còn phiến động mấy con hỷ tước nữa. Mọi người cứ xây thành cho Ngưu Lang chức nữ để mà gặp nhau. Ngọc Hoàng, quan hệ nam nữ ở dưới trần gian lại vô tư cai quản, không ngờ hắn làm loạn sân ngầu lên hết, làm cho ông vua mê một con đĩ, đường đường là một công chúa mà trốn chạy theo trai làm kẻ ăn mại. Tôi chỉ nói hắn có mấy lời. Thằng khốn nạn đó với con hạo thuyền khuyển của tôi đi nấu làm thịt chó. Ngươi là vị nào vậy? Tôi là Nhị Lang thần. Con mắt của tôi cũng bị hắn làm như vậy. Con hạo thuyền khuyển là con thế thân của tôi đó. Quốc hữu quốc pháp, thiên hữu thiên điều, Hàng Long ngang ngược vậy. Xin Ngọc Đế phê chuẩn tôi đánh hắn. Khanh à, đừng có nóng nha. Ê, đó là chuyện nhỏ. Hắn lấy quyển sổ sinh tử của tôi sửa đổi lộn xộn, đã 18 năm rồi, không có người nào chết hết, làm cho bọn quỷ sứ thất nghiệp. Nên Ngọc Đế giải quyết không được hả? Tôi sẽ tố cáo Cổ Tùng Thiên chơi đến một tay. Quân bạch. Cảm ơn. Ê, anh nhận lỗi rồi thì mau chạy đi. Nhận lỗi rồi chạy được cái sao? Hai đứa tôi nói chuyện là gì xí vô hả? Cái anh chàng táo này mỗi lần cuối năm xuống dưới kiếm chắc có ai đút lốt không có đủ thì lên đây dịch tội người ta. Đâm nó. Vừa mới đâm còn đau đây, không có đâm nữa sao? Chứ vậy ngươi là La Hán, chuyện gì cũng nhúng tay vào. Thiệp tức chết ngươi làm hơi vườn đào rồi, đành lại đi. Chia cho người ta ăn có gì quá đáng đâu. Gì? Mỗi năm sinh nhật bạn bằng đào đến nước bụng. Gì? Năm nay đợi món ăn chuối đi. Gì vậy? Nếu mà thấy tức thì nói chuyện với tôi đi, đừng có xua chó sủa tôi nha. Đừng tưởng đuổi chó đám đen thì tôi không dám ăn đâu nha. Tới phiên ai? Tới phiên ai? Ông nói đi. Ông già Nguyệt Lão này, ông nghĩ có mấy sự tơ hồng làm cho người ta ở trần gian sát bát sang bang hết. Thí dụ như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nè, tại sao ông không buộc chỉ hồng cho hai người này, làm cho người ta chết hết? Người ta có làm lỗi gì với ông chứ hả? Ông đã già rồi, về hưu đi. Có khi ông buộc lộn xộn hết nam với nữ, nữ với nam à. Theo như cái đà này đó, ông buộc lộn người với heo đó nha hả? Còn nhất là buộc ngó sang với bò. Đánh hắn đi! Người ta mấy mươi tuổi rồi, còn muốn đánh ta nữa. Dìm gì muốn can thiệp. Đánh! Uầy, đừng động tới là đánh người ta. Nói lý lẽ một chút đi. Nói với hắn. Tại sao dưới phàm nhân có một người đàn bà, người ta đã đẻ 16 đứa con gái không cho người ta đứa con trai hả? Đã làm cho người đàn bà đã quá tức tối, nhảy xuống biển tự giận. Người ta đã chết rồi. Anh còn trách người ta là chết qua ngủ. Rồi bỏ người ta vào giặc dầu, là cho người ta chết rụt xương luôn. Anh còn được còn thiên lý gì nữa chứ. Ôi, Hàng Long. Bộ xỉu rồi được hay sao? Số mạng của con người đều được định sẵn, không có sai chỗ nào. Tại sao ngươi lại vậy chứ? Chúng ta chỉ chấp hành theo luật lệ thôi. Ngọc Đế. Luật lệ gì? Ai để định đến luật lệ này? Ai nói chắc chắn là người đó đúng? Người ta nói là nếu mà các Bồ Tát ở Cửu Trùng Thiên nghe được đó hả, họ cho là những việc đáng cười. Thật quá đáng. Ngọc Đế, các vị thiên hữu, tài thần tôi thấy Hàng Long phục hậu thì là quá ngông cuồng. Tài thần tôi xin Ngọc Đế phê chuẩn cho tôi đánh ra đôi với hắn. Im đi, im đi mà. Tôi đánh với nó, tôi quyết sống chết với nó, quyết không tha nó đâu. Đánh tại đội gì chứ? Dù cho thiên điều của chỗ nào không đúng, cũng phải định cho hai đứa mì, hai đứa xuống trần gian. Một đứa làm heo, một đứa làm chó trong 10 kiếp không được luân hồi. Khoan đã, chuyện gì? Ông nói đây là đây sao? Ta nói đây là đây. Tôi bắt ông làm gián đó, làm sao hả? Ý da, bắt hai đứa nói cho ta. Cái gì? Đừng có làm bậy nha. Thank you.
Lộc đế, mỗi một người chúng ta thành tiên ít nhất cũng mười mấy ngàn năm. Tất cả những việc ở dưới trần gian, nếu như đối với chúng ta mà nói thì rất là xa xăm và rất là nhỏ mọn. Hôm nay Hàng Long phục hổ đại náo một trận, có lẽ đó là một cơ duyên. Sao không mượn cơ duyên này tìm hiểu coi Hàng Long có phải u mê si dại như vậy không, hay đã tiến bộ rồi? Nghe những lời Quan Âm đại sĩ nói rất là chí lý. Thoải mái. Hai tiểu tử này mượn cớ gánh sự bất bình cho nhân gian, đúng ra có thái độ trịch thượng đó. Anh đừng nói bậy đó. Ê, đại sĩ sẽ hiểu rõ chuyện này. Hàng Long, ngươi làm nhiều việc như vậy có mục đích gì? Tôi chỉ muốn là các vị ở đây có thể hiểu rõ được tất cả những người ở dưới trần gian đó. Bởi vì người ta một đời người chỉ có mấy chục năm thôi, không nên chỉ làm sao có vài điều là không thể trở mình được. Bởi vì tôi đây tin là cho dù bọn ngu xuẩn khờ dại đến đâu và hung ác đáng chết đến đâu đi nữa, thủy chung cũng chỉ là cũng là nhân gian hữu tình, có phải không? Phải rồi, đúng vậy. Hay là gì, ngươi xuống trần gian để mà thể nghiệm đi có được không? Sợ gì, ta đang suy nghĩ nè. Vậy ngươi chứng minh sao? Chúng ta đã chọn ra ba người mẫu, số mạng của ba người này cũng đã định. Một người làm ăn mày chính kiếp, một người thì làm đĩ chính kiếp, một người thì làm ác nhân chính kiếp. Hàng Long, nếu như mi có thể sửa đổi số mạng bọn họ, được, tức là mi thắng. Ngươi nói là thần tiên tồi bại, được, vậy cho ngươi xuống trần, nhưng mà không cho ngươi dùng pháp lực. Không cho đại thần pháp lực. Không cho cũng đúng. Hàng Long, dùng lòng thành của ngươi đi cảm hóa lòng nhân. Được, bảo đảm không có làm cho đại sĩ thất vọng. Chờ tôi đi. Ta cho ngươi 3 ngày. Cảm ơn. Chỉ cần 2 ngày nữa là đủ rồi. Không phải bắt buộc ngươi phải theo, nhưng tất cả những lời mi phải nghe hôm nay, nếu không làm theo đừng trở về thiên cung chà. Thứ nhất, mi phải có giấy phép phê chuẩn, bằng không sẽ không cho người vô thiên cung. Thứ hai, không cho đem bất cứ pháp luật nào xuống dưới. Hàng Long, Long à, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Bạn thân của tôi. Bạn thân? Còn gì nói với tôi nữa? Anh lần này chết rồi, anh không biết đánh võ nghệ, lại không biết dùng pháp thuật, như vậy anh chết sao được? Cảm ơn. Đừng có nói bậy. Hàng Long, ngươi không chết đâu. Khi ngươi luân hồi ở dưới trần, ngươi còn có một cái kim thân. Nếu ngươi kiếm được kim thân hợp vào thân ngươi thì có thể giữ được nhục thể bất diệt, có thể tới lui hai giới âm dương. Ngươi phải nhờ nó mới có thể trở về thiên cung được. Như vậy thì hay quá. Chuyến đi này có rất nhiều hiểm trở, tặng cho ngươi cây quạt tâm tưởng sự thành. Cây quạt này mỗi ngày sử dụng được 3 lần, mỗi khi dùng nó 1 lần nó sẽ rách một đường. Dùng đủ 3 lần thì phải chờ hôm sau mặt trời mọc, cái đường rách tự động liền lại. Mỗi ngày dùng 3 lần thê thảm quá gì? Đâu có thê thảm, còn không có. Cây quạt không thể sửa đổi sống chết, không thể sửa đổi ý nguyện, chẳng qua là một phép màu che mắt, nhưng mà nó cũng đủ cho ngươi để ngươi đối phó với yêu tình, cho nên ngươi phải cẩn thận đừng đi làm vào tà đạo. Cảm ơn đại sĩ. Ngươi hãy nhớ cho kỹ là đừng có đi làm vào tà đạo. Tôi biết rồi. Quay, đại sĩ tặng cho anh đó, không có cây quạt này là anh khổ. Xuống đi. Quê Hàng Long à. Sao anh chơi kỳ cục vậy? Anh chưa có lấy cây quạt sao lại đá xuống dưới? Ngọc đế định giờ rồi. Quê Ngọc đế định cái gì? Anh làm năng kỳ quá đi. Quê, anh đứng đây làm gì? Canh gác. À đúng rồi, tôi lấy quạt này xuống dưới. Quê, anh xuống không có giấy phép, không có pháp lực, không nhìn thấy phàm nhân đâu. Ê, nếu vậy thì anh đi với tôi đi. Trừ hoàng đế ra, chỗ này chỉ có một anh với tôi thôi. Đi đi. Không được, sẽ phạm thiên điều. Quê, phạm cái gì chứ? Đi xuống uống một chút trở lại ngay mà, đi đi. Ê, không được. Hàng Long làm thịt con Hạo Thiên Quyển anh cũng có ăn, Đào Tiên Dương Mẫu anh cũng có ăn. Trong khi hai nữ tiên đang tắm rửa, anh chàng khốn nạn này cũng có trộm trình xếp. Bền tả bền hữu là thập bát là hẳn, Hàng Long phục hổ thì đẩy bên này. Nếu muốn có còn á, phải cúng lại Quân Âm đại sĩ. Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, xin ngài hãy phù hộ cho con sanh một con trai. Hy vọng là đại sĩ hiển linh. Bằng không qua năm nay hả, tôi đã được 40 tuổi rồi. Họ Lý tôi tiếp nhận chức độ sứ đến lầu, làm quan rất thanh liêm, không phản bội lương tâm. Chuyện này phu nhân đừng có quá lo đấy nha. Bởi vì tướng quân là một vị quan thanh liêm trung trực,
Không lý gì ông trời làm cho gia đình ta tuyệt hậu đâu. Đại sư. Đại sư. Hả? Bên tả bên hữu là Thập Bát La Hán, Hàng Long Phục Hổ bên kia. Muốn cầu con thì hồi nãy đại sư nói rồi. Tạm biệt. Chúng tôi còn chưa lại. Lại đi, lại đi. Ở Hàng Long La Hán. Đại sư à, tôi muốn. Tôi nhớ rồi, muốn có con trai hả? Không thành vấn đề. Tôi có bầu đã 18 tháng rồi, sao còn chưa có sanh? Phu nhân ơi, đừng có sợ mà. Lão gia phu nhân, coi nhà. Hái đâu vậy? Ở đằng kia kìa. Tướng công à, tại sao lại như vậy? Lão gia phu nhân. Hồi trước có hiểm quý giáng sanh, thì có hiện tượng linh chi xuất hiện. Nhưng bây giờ tôi thấy chắc vị công tử chưa chào đời của chúng tôi là quý nhân đó. Bây giờ cả nhà đang một nắm đông cô. Phu nhân à, đứa con này. Phu quân nói với nó đi, nó bây giờ đang ra đời. Chúc mừng lão gia phu nhân sanh rồi. Trai hay gái gì? Là con trai. Chúc mừng lão gia. Chúc mừng. Tại sao lại rơi xuống chỗ này? Nơi này là chỗ nào vậy? Sao mình lại rơi xuống đường này? Tôi kêu anh đưa tôi đi cho Hàng Long đầu thai mà. Đi vài bước nữa là tới rồi. Vậy cũng là sai chỗ rồi. Ai biểu anh cứ nhung nhớ đứng không yên. Con của mình đâu? Tôi cũng đâu có biết đâu. Đau bụng quá. Bây giờ thì là khổ ra cái tiệm mắc dịch đó. Ăn xong đi ra bọn mình đều đã bụng hết trơn. Tôi già ngồng, chúng tôi mượn cầu tiêu dùng đỡ nha. Đau bụng quá. Nhà tôi có hai cầu tiêu thôi, xin mời. Không công bằng chút nào. Tôi cũng sắp tới đất rồi. Ê, chỗ này phải không? Ê, Hàng Long. Ê. Qua anh hai à, tôi chờ anh lâu lắm rồi đó nha anh hai. Không phải tôi à, thằng cha đây đây nè. Nó dẫn tôi đi kiếm khắp nơi. Thôi đừng nói nhiều nữa, tôi trả lại cho bạn tranh đây. Quầy anh kia. Ê. Bây giờ tôi phải lựa con đá giỏi chứ. Được rồi. Long. Úi chà, nó không thấy tôi rồi. Anh ta bây giờ là phàm tục, muốn tiếp xúc với anh ta phải đầu thai làm người mới được. Anh ta lớn rồi, tôi đầu thai đâu có kịp. Thiên đình một ngày bằng dương gian 10 năm, anh đừng sợ, tôi có thể thổi cho anh lớn lên. Thổi tôi lớn lên? Tôi sẽ thổi lớn anh, nhưng mà pháp lực của anh sẽ mất hết, sẽ trở thành một thằng ngu ngốc. Thì đúng như vậy rồi, trở thành ngu ngốc là tiếp xúc ta vô ích. Anh không hiểu sao, khi nào có mây đen che ánh trăng, là lúc ở trên đó ít theo dõi, anh có thể lén lấy lại pháp lực. Cần gì mà nói nhỏ như vậy, đâu có ai nghe thấy tụi mình nói cái gì đâu. Con này chữa rồi, để tôi lựa con đây, tôi lựa cái thai này đây. Nhanh lên đi. Tôi đến đầu thai rồi. Quầy xong rồi tới em đó. Em đi ngay. Quầy đừng có chạy nha. Bà già, tôi cũng phải đầu thai. Hả? Sao bụng của tôi lớn như vậy? Wow, nhẹ nhõm hết cả mình. Quầy à, cái bụng của bà. Ê da, lại quên lấy cái quạt, khổ rồi. Đẻ rồi. Bây giờ thì ra là họ đã đẻ con mình, nó chuẩn bị đồ đạc để giúp người ta đi. Nè em là trai ghé gì? Để ra cây quạt. Tôi đẻ rồi. Đẻ rồi hả? Nè đi cho tôi đi. Mau buộc cái yếm này lại cho nó đi. Cái yếm này thằng con tôi hồi nhỏ đã từng mặc qua. Bây giờ cho thằng nhỏ này mặc vô rất là vừa đặn hả? Mình phải thổi cho nó lớn lên. Thổi thêm cái nữa. Xong rồi. Em có phải là yêu ma không? Ma quỷ gì là kẻ khổng lồ thì đúng hơn, có phải không? Dạ, bảo quan nha. Báo gì, ta là quan đi. Bây giờ cứ để nó ở đây đi. Ông con nhà nó rất là dễ thương, dễ nuôi nữa. Không chừng sau này bọn họ sẽ trở lại kiếm trẻ con của họ đó mà. Trẻ con. Đẻ con. Bây giờ tôi muốn biết anh là ai. Nói mau đi nha, chắc chắn là biết ảo thuật gì rồi. Hãy mau dạy tôi đi. Mầm. Uầy, con giả đồ nữa hả? Mầm. Mầm. Muốn mầm hả? Qua bển đi chuyện kia. Đi. Để coi thế anh làm sao. Còn giả bộ nữa.
Có phải không vậy? Anh Tăng Ngốc thì không phải ngốc giả đâu nha. Không có. Tụi anh phá vợ tôi đó hả? Chơi đã chưa? Đi chơi đi. Thương Công à, con bộ lương của ông cũng không đủ cho nó ăn. Kiểu này chắc tôi đi kiếm thêm việc làm rồi. Ở gần nhà mình có một cô nhi viện. Hồi lý tôi không muốn làm chuyện gì đâu. Bây giờ anh ta đã khôn lớn hơn trước rồi. Tôi là ăn nhiều nhưng mà tôi dạy anh ta rất là nhiều việc. Không bao lâu anh ta sẽ tự kiếm ăn được. Coi đây nha. Nè, kêu tôi đi. Mau ngư. Kêu bà đi. Chim. Nói bậy không mà chim để đi tiểu. Bạc bạc. À, rốt cuộc kêu trúng rồi kìa. Mau mau bạc bạc bạc. Coi như là có duyên phận với nhau. Ráng nuôi nữa đi. Ừ. Chơi một lát được rồi. Chắc phải được coi văn kiện. Tôi cũng phải đi theo thùa giá mày. Ừ. À. Bốc cổ là hả? Thì anh cắn tao. Anh Long à. Quy, anh đi đâu rồi? Tôi không có nhiều thời gian. Anh nghe đây nè, anh là thần tiên đó. Anh không biết bởi vì thiên linh cái của anh chưa có khai. Anh phải nhớ là khi trời sắp rét, anh phải đút cái đầu ra ngoài để cho trời đánh thiên linh cái của anh. Anh sẽ nhớ lại hết. À! Ai làm gì mà la lối ôm xồm vậy? Làm tôi đang đáy cũng chạy đây nè. À, bắt con sâu. Sâu bay rồi. Ôi, bay rồi hả? Anh không ăn chuối thì để giùm. Coi coi. Ê, cái quạt. Còn chơi quạt. Cái quạt. Còn có cách nào cứu anh ta không thì là tội nghiệp quá đi. Cái quạt, cái quạt, cái quạt, cái quạt, cái quạt. Ê, cái quạt. Không phải cái này. Ở đây Phú à, coi dùm anh này đi có trị được hay không vậy? Không được. Tại rồi tôi ngứa miệng thôi, hãy chơi đó, xin lỗi nha. Mâm. Sư phụ à, đại phu đang xảy ra tai nạn, đang khiêng tới đó. Gì hả? Đi mau. Mâm. Còn nữa đại phu à. Wow. Trời đất ơi, làm anh kể gì ở ngoài mà tới thì mấy người cho mà coi gì vậy? Trời ơi, đồ đĩ gì không biết xấu hổ mà còn làm những việc như vậy thì là đê hèn quá mà. Thì là đàn bà con gái gì mà không có tài nết vậy? Muốn nói gì đây hả? Muốn nói gì đây? Mày muốn cái thiên bà đó. Ôi, cũng là người đó không phải là tôi á. Nghe tôi được khổ quá rồi. Khổ là cái gì mà? Nè nè, nè nè. Tại sao ngừng lại? Tại sao ngừng lại? Cũng may không phải tôi à. Không phải tôi gãy cốt chèo rồi. Ủa, không đáng cười hay sao? Tới tham quan đi. Chớ đi. Chớ đi. Ai cho tôi vậy? Chính tôi đây nè. Làm con người đó ít dần có một chút e thẹn chứ. Đúng rồi, thì là không biết xấu hổ mà. Rồi, vô liêm sĩ như vậy coi chừng bị trời đánh đó. Dạ, ai có rảnh nữa là xin kiếm rồi nha. Vậy nha. Hả, mọi người bình trời đánh rồi, trời đánh mà. Ủa, sao đánh xa quá, vậy bên kia kìa, đánh vô ngay đi. Đánh lại. Hàng Long La Hán hiện thân, hạ phàm phổ độ chúng sinh. Phục hổ. Mam. Anh gì muốn giúp tôi mà ra nông nỗi này, thì là trọng tình nghĩa. Mam. Dạ, bắt nó lại đi, bắt nó lại đó. Ê, bắt nó lại đi. Quay đồ đĩ chính kiếp. Buông tôi ra. Ê, cổ là đĩ mà. Bắt mới được nha. Cổ là đĩ mà, phải bắt cổ đi. Rồi, bắt đi. Bắt đi. Các người là phụ nữ với nhau mà cần gì phải tàn sát lẫn nhau như vậy chứ hả? Cổ là đĩ mà. Đĩ cũng có đĩ yêu nước. Cảm ơn. Không bao lâu tôi sẽ trở lại kiếm cô. Nè, anh tên là gì? Tên chỉ là ký hiệu thôi, kêu thế nào cũng được hết, tùy cô. Con chim lớn. Ôi, chào tôi với. Chào tôi. Đại ca, tôi chờ lâu rồi đó. Tình hỏi ông hỏi gì? Tôi là thổ địa nè. Không biết được anh đâu. Tại vì anh chỉ lấy được thần thông. Chỉ cần lấy được kim thần là giải quyết được vấn đề rồi. Còn nữa nha,
kim thần của anh, hoàng khí hắc khí đều đang theo dõi đó. Tháng trước có một vụ có rất nhiều người đánh nhau. Anh là thổ địa hay là ông địa vậy? Địa. Kim thần ở chỗ này nè. Anh nói gì? Kim thân là tôi. Anh nói tôi vô ích thôi, nói giọng đi. Phải rồi. Ê, cái đầu hai người đổi lộn rồi. Thiệt sao? Màu đổi lại đi. Cái gì đó? Một ngư. Ngư. Vậy cũng được sao? Quà, ai làm phiền ông nghe tôi nói một chút nha. Hồi 13 kiếp trước tôi cũng là hòa thượng ở trong chùa này. Đến kiếp thứ 8 tôi làm chủ trì ở đây. Đây chính là kim thân đại sư trước khi chưa viên tịch. Sau đó thì ông ta lên trời làm thần tiên. Sau đó thì ông biết làm sao không? Đến sau còn cái gọi là Hàng Long La Hán là bản thân tôi. Tôi xuống đây có một chút việc, là việc gì ông khỏi cần biết. Tôi xem tướng của ông cũng là người soạn thôi. Tôi nghĩ là ông tới chùa này đã lâu năm lắm rồi. Ông không có công cũng có lao ở đây, tôi nể mặt ông. Tức là trước mặt của đồ đệ ông đó, tôi kêu ông là sư phụ. Vậy chưa ngon sao hả? À, lấy cái áo ra thay lẹ lên, mau lên. Sư phụ à, anh ta điên rồi. Thầy cũng vậy, thấy anh ta, ta rất thưởng thức. Lấy áo lại đây. Ờ. Đáng thương. Wow, sao ăn nhanh vậy? Cái ngoài kia còn lớn hơn nữa. Gậy này bằng sắt đó, không ăn được. Ăn trống ở đằng sau đi. Anh đừng có cắn nữa. Sư phụ, hãy đặt tên cho tôi đi. Anh điên quá gọi là tế điên. Dạ tốt. Ây da, cứu tôi, đừng giết tôi mà. Đừng giết tôi nha. Cứu tôi. Ăn mày chính kiếp. Cứu tôi. Tại này cũng kiếp quá đi. Ghê quá đi, cứu tôi. Hả? Nguyên Bá Thiên. Nguy rồi, Nguyên Bá Thiên, trốn trốn. Ê, Nguyên Bá Thiên tới kìa. Mau trốn đi. Thổ địa. Ác nhân chính kiếp. Đã tới đây. Cứu tôi, cứu tôi. Tao đã nói được để tao gặp mày. Tao mà gặp mày đó hả? Thì tao nóng như lửa. Không để cho ông thấy tôi trốn không rồi mà. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, đừng mà, đừng đánh tôi, đừng mà, đừng mà. Đấy, tao đốt cả cái chùa này để coi mày chạy đâu. Đốt luôn tên hòa thượng này. Hả? Tại sao mày dám thử tắt lửa của tao hả? Tao. Biết đau chưa? Bây giờ mày biết sự đau của bị người ta hiếp đáp thế nào rồi. Hãy cải tà quy chánh, ăn năn hối cải đi. Đừng có giận tao. Tao rất là thương mày. Hãy nghe tao nói, làm lại cuộc đời đi. Ngoan. Không thể được. Hãy trở về suy nghĩ kỹ đi. Sau này tao sẽ kiếm mày. Mày đừng có ăn xin nữa. Hãy theo tao về. Không, 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 không đâu. Mày sợ cái gì? Không mà, không mà. Đi mau. Ê, anh à, mama. Anh à, mama. Con à, con làm cái gì vậy? À, tôi đổi kiểu tóc đó, có đẹp không? Nhà này sao lại trở thành như vậy? Con à, sao con đi gây với thằng Nguyên Bá Thiên? Bác. Lý Tu Duyên, tôi thề sẽ giết hết nhà của mày, Nguyên Bá Thiên giết đi. Lão gia, tụi nó giết hết thứ vật trong nhà mình rồi, cả con gián cũng không tha nữa. Mấy con gián có chịu con giết luôn thì là tàn nhẫn. Sáng mai chúng tôi sẽ theo lão gia đi cúng chùa. Mày tìm kiếm lai lịch của tao mau như vậy hả? Khá lắm, rất may tao không phải là Lý Tu Duyên. Thì là không ngờ thằng này giết chịu cũng khá quá ha. Ừ? Ngày tháng cũng giết luôn nữa. Thằng này làm việc thì là có đầu có đuôi ha. Con à, nhà mình bị người ta phá còn nói như vậy nữa. Lão gia, trời của con không xong rồi.
Tới số thì chết như vậy mới có phước đức đó hả? À, để bấm coi coi. Hả? Kiếp sao ông làm vua đó, ông sướng rồi. Tu Duyên à, mà con đi rồi hả? Đúng rồi, điện kiều của tôi là Tế Điên mà. Ây giời, nhà họ Lý của tôi đã làm sai việc gì đây? Phải rồi, nếu như bà không có làm sai thì phải chết chung với ông mới đúng. Nè, phu nhân à, phu nhân à. Mà phu nhân đi. Ngồi yên. Wow, người ta đang chết ngon là như vậy tụi bay làm gì đó. Đây gọi là quyên ương hồ điệp mong chết là chết cả đôi. Hai người này kiếp sau cũng sẽ kết đôi nữa. Ha, thiệt làm cho người ta hết sức ngưỡng mộ. Công tử à, tôi tính sau đây. Dù như vậy tất nhiên là phải mua gà về ăn mừng. Còn cô đó đi kiếm người mai tán vào ông bà đi. Lẹ lên, mau lên. Đi mau. Ui, mày chưa có đi được đâu. Ờ, nè, ngủ một chút thì được rồi. Dịch đàng hoàng nha. Hai vợ chồng mày để cái đám cho tăng một con cho đỡ đói. Nếu mày không lắc đầu là mày chịu rồi đó nha. Một, hai, ba. Là anh. Là anh gấp dịch nữa hả? Anh đừng bước tới nha, Tôi hỏi hai vợ chồng nó rồi đó. Mày hỏi nó? Nó có hỏi mày hay không? Không có. Hả? Dịch biết nói chuyện. Còn gì để nói hả? Người xui xẻo nhất là tôi đó mà. Chắc là má nó có liên lạc tình với con anh Vũ, cho nên nó mới biết nói đó. Mà nó ngoại tình với ai là quyền tự do của nó. Mày có quyền gì nói? Tôi nói cho mày biết nha, tụi mình là đấng nam gì thì cũng phải là có lòng tự tôn chứ hả? Dù cho muốn ăn người ta cũng phải được sự đồng ý của người ta chứ. Tụi nó làm sao đồng ý đây? Chưa. Bây giờ tao muốn ăn tụi bay nè, để nào đồng ý theo tao. Yeah. Anh thật là vĩ đại đó nha. Đúng như mày kêu tao sư phụ. Sư phụ, có chuyện gì kêu tôi phục vụ nha, xin dạy bảo. Đã khuya lắm rồi, về ngủ đi. Hả? Sư phụ à, tôi giống như heo vậy đó, ban ngày mới ngủ đó mà. Tôn, ba mày kiếm mày kìa. Có ai kiếm tôi vậy? Ba tôi chết rồi mà. Mày nhìn kỹ coi. Ba mạnh giỏi. Lời ba nói mày có nghe không hả? Nghe. Nếu như nghe lời ba đó, về sau này không có được cầm chén đi ăn xin nữa, có biết chưa vậy? Ba, tôi muốn vậy lâu rồi. Tôi muốn đổi cái chén này lớn hơn nữa đi ăn xin đó. Thằng này thiệt đáng chết. Hồn ma của ba tôi về kiếm tôi còn đá tôi nữa. Tôi đừng có nói nhiều nữa, kiếm cho nghỉ chân trước để. Tôi sợ người ta đuổi tôi thôi. Ủa, sao nhiều vậy? Khiên giùm tao đi. Ủa. Nào như vậy thì không ai dám đuổi mình nữa đâu. À, đại nhân, mời vào. Ui, giờ lại qua thượng ra ngoài đi. Khách mới, mời vào. Dạ, mời vào. Tôi dùm hết trà nha, chờ lát. Nè, muốn ăn gì thì nói với người ta đi. Tôi muốn ăn phao câu. Còn ăn phao câu con mẹ gì nữa. Bây giờ có tiền rồi, tệ lắm cũng phải kèm chén gì cá ăn thử đi. Phải rồi. Kêu đi. Tôi không dám mời sư phụ kêu giùm đi nha. Mày làm người không có chút tự tin nào hết, phải can đảm làm một chút mới được. Kêu đi. Sư phụ à, cho tôi nghỉ 2 ngày. Ừ, còn dưỡng với tao nữa. Nói. Tôi tao kêu mày nói lớn cho mọi người nghe. Cho tôi chén mì. Không phải là mì, là gì cả. Đừng ép tôi nha. Mày đừng có điên khùng. Ai mà ép mày chứ hả? Tao kêu mày nói thôi. Hãy nghe tao nói đi. Người ta thích ăn phao câu tôi đó mà. Nói nữa quá vậy. Nói theo lời của tao vậy. Lấy một chén gì cá cho tôi. Nói. Nói đi. Lấy một chén gì cá cho tôi. Cái thằng khốn nè. Ngon thiệt ạ. Cái thằng khốn nạn này. Tao lại chết đi. Sáng mai còn phải tụng kinh. Tất cả về nghỉ đi. Sư phụ và nguyện mày tính sao đây? Phật tổ từ bi, chùa phải giúp đỡ người. Cho ta ở tạm đó một đêm đi. Mam cá đâu? Cá đâu? Đi làm chút đi. Anh à, anh ơi. Mày thì là khốn nạn. Mam để cùng xa xíu còn hơn mày. Ra xíu. Xa xíu. Thúi lắm đừng ăn mà. Đừng ăn mà, thúi lắm đi, đừng ăn.
Phục khổ là anh hiện chân tướng. Làm một vụ tôi hả? Anh hù tôi té đáy luôn. À đó, con Thiên Thần làm gì dơ bẩn vậy? Tôi giả làm vậy để che mắt người ta, đến thông báo cho anh biết đó. Có chuyện gì? Anh tự mình hạ phàm, bề trên đã biết, cho nên sai ôn thần xuống đi rải rác ôn dịch khắp nơi. Sau này có người bệnh chết á thì ghi vào sổ bộ của anh, cho anh lãnh trọn tội lỗi này, sau đó sẽ giáng anh xuống ba cấp cho anh biết tay. Để tỉnh lại rồi hả? Hàng Long mà cái vụ này mắc mới tới tôi đâu. Tuy là nói như vậy thôi, nhưng mà anh biết bề trên cũng có người lù khù mà. Giáng chức quan là việc nhỏ thôi, nếu hại đến nhân gian có nhiều người chết như vậy có phải là đúng không hả? Đúng rồi. Không biết là luật lệ gì nữa, anh nói cho tôi biết đi, ai đã hạ lệnh làm cho ôn dịch ở bề trên đó? Bề trên. Bề trên là ai vậy? Thì anh nói đi, tôi không có danh lưng anh đâu. Bộ Khang Lạc. Hả? Quay, Bộ Khang Lạc phụ trách du lịch mà. Bộ Khang Lạc liên hệ tới Bộ Kế Toán. Bộ Kế Toán chỉ phát lương thôi, phải? Đúng rồi, nhưng kể cả là Bộ Kế Toán với lại Bộ Tuyên Truyền, hai bộ này rất thân mật với nhau. Nè, thí dụ như Bộ Tuyên Truyền còn có Bộ Vệ Sinh nữa nè, đủ thứ hết á. Tất cả bọn họ đều giống nhau, đủ thứ á. Bộ này, bộ kia, bộ này, bộ kia. Nói có phải không? Ê, giống quá mà. Chỉ có một đêm thôi đã chết 100 người rồi, chắc là yêu nghiệt thôi. Cái thằng ăn mày này, lơ ghẻ của mình nè, coi chừng chết đó nha. Wow, ghẻ của anh càng ghê gớm đó. Nguy rồi, tôi có ghẻ. Sao lại có ghẻ chứ, sao tôi có ghẻ nhiều vậy? Chết rồi. Có gì đáng sợ đâu, có thêm vài chỗ nữa cũng đâu có chết. Hàng Long, tụng hành giả tề thiên đại thánh tới. Tôi biết ở đây có ôn dịch, cho nên tôi nhảy lên Tây Thiên mà tính sổ với Ngọc Hoàng. Ông kêu các người quyên 1,000 lạng bạc để cho tôi lập đàm làm phép cho các người, như vậy sẽ được tiêu tai giải nạn. Tôi làm phép sự lần này, có lẽ là tôi sẽ bị giảm thọ 10 năm đó. Lại nói những lời lừa bịp nữa, phá tàu ngủ à? Ê, tại sao ông? Tại sao cái gì? Thì tôi đã định cứu vớt sinh lên đó. Tôi sẽ bị giảm thọ 10 năm, nhưng mà tôi không có đau núng trong lòng đâu. Còn nói nữa, ủy tôi hy sinh như vậy là ôi thế là có thêm đón nữa rồi. Đúng rồi. Còn nói nữa, để làm cái lợi đích của mày lên cái miệng của mày. Một ngày chưa có 3 lần thôi. Mày mắng đó. Để muốn cứu nạn lập tức đi kiếm một người đánh vào té thằng đây. Hãy kiếm đại một người nào chết mày thằng ngõ ngàn tao đó. Ở đâu vậy? Đâu mà kiếm được? Đi 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 kiếm vậy. Đi 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 chuyện gì? Dừng lại! Muốn chơi cái gì đây? Như thiên gia đã biết, ôn dịch lần này chết rất nhiều người đó. Có dính cái gì tới Di Hồng Viện? Xin cho một cô nương đi tế thần đi. Cho con đem má anh tế đi. Đúng rồi, hồi hôm anh nói xấu vợ anh với tôi, đem bả đi tế đi. Tôi biết làm vậy thiên gia rất khó xử. Ở đây đều là người của tao, tao muốn họ sống là sống, muốn chết là chết, có phải không? Phải rồi đó mà. Bắt những con mà khách không thích chơi, bắt ra hết đi, để khỏi tốn cơm nước. Không cần nhiều vậy đâu, một đứa đủ rồi. Lại đây, đi một vòng coi. Mở lên đi. Mở lên. Thằng Gu, nằm xuống. Dạ. Chân nói chỉ ai bắt người đó. Đừng chỉ tôi nha, đừng nha, đừng nha. Đừng nha, đừng có chỉ cái tôi nha. Đừng nha. Đừng nha. Đừng. Đừng, 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 đừng. Ồ, cô dây ăn vàng. Không phải tôi đâu. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi, đi đi, đi đi, bắt đi cái đàn đi, nhìn thấy rồi mà, đi đi. Dám gây chuyện ở Di Hồng Viện tao hả? Không phải tôi đâu. Không phải tôi. Nè, để như thế nào? Em đấu đi. Thì đấu đi. Để lại cái chân trái cho ta. Ta đi ngủ đã. Bắt cổ đi tắm thay xem đi. Nhưng mà
thì mà không uống sao? Tìm cách cứu của ta đi. Đẹp nó cứu vậy giống mày phải cứu phải không? Kêu quẹt sư phụ của trời sáng có pháp lực đó hả? Hả? Nhưng mà trời sáng thì giải pháp của tao hư mất còn hay hơn có phải không? Hả? Tao cắt nghĩa cho mày nghe nha. Khỏi đi. Sư phụ nói sao tôi cũng không hiểu. Hãy làm theo lời của tao. Đến giờ rồi. Khoan đã. Hãy cho tôi hỏi, tại sao lại biết đốt chết cô ta sẽ không còn ổn dịch nữa? Thì tôi nằm chứ ba tôi thấy vậy. Hồi nãy Dương Mẫu nương nương cho tôi nằm chim bao thấy là phải đốt chết má của ông. Bà còn nói là chửi ông hai tiếng sẽ làm đốm đen trên mặt của ông biến mất đó. Nghe rõ chưa? Anh điên rồi, tránh ra đi. Đã tới giờ rồi, chửi nó. Tôi không dám đâu mà. Khốn nạn, tức là khốn nạn quá. Quý vị xem mặt của nó kìa, thì là linh hơn thần tiên nữa. Quý vị, thằng này đã thương lượng với Dương Mẫu nương nương rồi, sao lại không còn ôn dịch nữa đâu? Thả người ra. Nếu thả cổ ra vẫn còn ôn dịch thì tính sao, phải không? Phải rồi, phải rồi. Đúng rồi. Tính sao đây? Tôi xin hỏi một câu, nếu mà đốt cô ta vẫn còn ôn dịch thì đốt luôn các người. Thả cậu đi. Nè, đã nghe rõ chứ cũng không thả người. Đang cháy thì làm sao? Thì kiếm nước dập tắt đi. Ê, cái giếng ở đầu đường bị cạn hết rồi. Không có nước giếng thì đem nước khác đi. Vậy nước miếng. Mày can đảm thiệt ha. Nước miếng có gì đáng sợ chứ. Anh nghỉ một chút đi nha. Anh đừng có đi nha. Cô đừng lo, các người đó không có đốt cô nữa đâu. Bình thường họ ở trên giường rất là chiều tôi, tại sao họ lại đốt tôi? Nguyên nhân là như vậy. Họ tới kiếm cô thì cũng giống như là họ ngồi cầu tiêu vậy. Khi mà ngồi xong cầu tiêu tất nhiên rất là thoải mái, nhưng mà không có cảm tình với cầu tiêu đâu. Nghĩa là cái gì? Tức là tôi muốn cô đừng có làm cầu tiêu nữa. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Làm gì đó? Tôi báo đáp cho anh. Đừng có làm như vậy, đánh chết cái nơi cậu hung chưa. Không cần phải trả tiền đâu. Hả cha nội, không lấy tiền còn tệ hơn là cầu tiêu nữa. Thiệt tình. Cậu biết nằm lấy tiền còn biết làm gì nữa. Trở ngược lại cũng được. Tôi thiệt vậy không đó. Tôi không phải là nói chuyện này với cô. Cô có thể là kiếm nghề nào khác làm được hay không? Giống như bán đậu hũ nè. Bán đậu hũ ở ngoài hay trên giường? Sư phụ à, tôi vừa xin nửa miếng tương trao thật là ngon, cho tương chút nha. Thì là ngon đó, cho tương chút nha. Tương trao để mày ăn. Còn chút còn cũng hút sạch luôn sao? Nó là chó Tây, mùi vị không ngon lắm đâu. Còn có cục cho tôi đi. Con chó này cắn chết hai người, tôi ăn nó là siêu độ cho nó thôi. Mày không có tư cách ăn nó đâu, hiểu chưa? Thì chó vô bụng rất là ấm lòng, làm ơn cho tôi miếng đi mà. Hả? Chửi xương cho tôi cũng được nữa, cho tôi đi. Tránh ra. Cho tôi đi mà, cho tôi đi, làm ơn cho tôi đi. Dạng ra đi. Làm ơn đi, sư phụ à, đừng giỡn nó. Đừng giỡn nó mà, đừng nuốt luôn nha. Xin nè. Tôi thật là phục mày quá đi, gì khác không thấy mày có ý chí như vậy. Chưa.
Nhớ lấy cái quần về nha. Tôi lấy rồi. Sao lâu quá vậy? Đến phiên tôi. Vô đi. Ngọc. Là anh hả? Cô đã không nghe lời của tôi còn làm hăng hơn lúc trước nữa hả? Cô thật là không có biết từ gái. Tôi làm theo lời dạy của anh mà. Cô đã làm để làm như là người ta bắn rong vậy. Cô còn dám nói là làm theo lời của tôi vậy? Sai rồi. Tôi đang bán đậu hũ. Ừ. Thiệt sao? Nè nè, em mau lên đi, em múc cho tôi đi. Lẹ lên đi, lẹ lên. Múc cho tôi đi mà, làm ơn đi. Lẹ lên. Vô đi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi nha. Bây giờ tôi bán đắt như tôm tươi vậy đó. Ồ, cô sẽ sửa chữa. Chỉ dùng cái đó thôi. Đại Tôn, theo tao. Nè nè nè, giúp tôi đi mà. Tôi xin sư phụ đang ở trên con đường này mà kêu tên tôi y như là hồi nãy gì đó. Giúp tôi đi mà hả, giúp tôi đi. Tôi kêu mày là gì? Ăn mày Đại Tôn. Tôi kêu mày không được sao hả? Đồ khốn nạn hả? Đừng đánh tôi mà, đừng đánh tôi mà. Nếu muốn đánh tôi dẫn sư phụ về sau đánh cũng được. Đừng để cho Tiểu Ngọc thấy đó. Làm ơn đi nha. Thì ra trước mặt của Tiểu Ngọc mày mới có tự tôn của mày hả? Tao hiểu rồi. Dĩ nhiên là anh hiểu. Ai nói là họ không thể cứu được? Ai cũng có thể cứu được mà. Các người trên kia hãy nghe đây, lần này tôi thắng rồi. Ở trên thế gian này, ngoài ảnh ra tôi không lấy ai đâu. Hư quá à, dám lén xem người ta tắm. Kỳ quá à, sao nói vậy? Đúng là hình tượng này rồi. Một cô gái lương thiện. Đúng là như vậy. Sao không đau vậy? Tôi biết tôi đang chim bao mà. Nếu không sao lại như vậy? Thiệt đó. Con gì đây? Thấy ghê quá à. Ý. Để xem coi. Đẹp quá. Ngọc. Con sâu có thể biến thành bươm bướm. Thì gà có thể biến thành phượng hoàng mà. Tôi muốn làm phượng hoàng có được không? Phụng hoàng. Chúa Công, Chúa Công quả thật biết tiên đoán. Tất cả những việc hòa thượng đó làm đúng như Chúa Công nói. Nếu có gì chỉ dạy, xin hãy ra lệnh. Chưa đi, chờ hôm khác đi. Không có rảnh đâu mà. Giờ tao đẩy mày được sao mày đẩy tao? Qua đây. Nè, đừng đánh nha. Mày đại tiện rồi còn đi tắm nữa. Mày còn việc gì phải làm? Phải, nhưng mà chơi đĩa tôi đâu có biết chứ. Tiểu Ngọc ở trên lầu đang chờ người yêu kìa. Là ai vậy? Nó chính là Châu Nhật Sương. Tôi. Một công tử tuấn tú. Đại Tôn, mày phải nhớ nha, khi gõ canh một mày phải rút lui. Nếu như không thì cục vàng sẽ biến thành cục cướp. Những ghẻ chóc ở trong mình của mày sẽ hiện ra, sẽ làm cho người ta ghê tởm đó. Có quen cô nương nào hay không? Tiểu Ngọc. Cổ đang có kinh kỳ. Cái gì? Ây da, kinh kỳ của cổ đã hết rồi, nhưng cổ nói là không tiếp khách. Cái gì? Ây da, không sao đâu, có khi cổ cũng tiếp khách đó, công tử theo tôi đi. Tiểu Ngọc, phải kêu là Phụng Hoàng. Quý nhân, đến tôi kêu họ làm mấy món ăn cho quý nhân ăn nha. Quý nhân thích ăn cái gì? Nếu mà có phao câu gà đó thì đem dùng cho tôi đó nha.
có gì không ổn sao? Có liền. Đây làm nghề gì? Ăn mày. Thì ra là anh hả? Cô không có chê tôi chứ? Sao anh nói như vậy? Tôi gặp cái anh gì đó. Anh đâu rồi? Anh đó kêu tôi đi kiếm cô. Anh đó kêu anh tới kiếm tôi có chuyện gì? Anh đó kêu tôi tới mua đậu hũ. Ừ, nhìn kỳ quá à. Hả? Tới đúng lúc. Tiện giải quyết luôn mày. Có đạt ma thiếu lâm nhập thể, cháy hết đèn dầu này không có lý gì không có giải quyết xong mày. Đứng lại. Anh nó. Dạ. Ôi dồi, cái gì vậy? Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì vậy? Quả nhìn rất ghê gớm. Đạt ma, mày biết sợ hả? Tao thấy mày làm việc gian ác có tội tày trời. Bây giờ tao phải dẫn mày về để làm hòa thượng để rửa tội. Rửa cái đầu mày. Đỉnh cho tới mày đi luôn. Cậu vẫn chờ sao? Lấy rồi. Kinh khi tao hả? Tao đánh mày nè. Wow, mỏi tay quá. Đứng lại. Trời đánh thánh giận vậy mày không có nghe á? Phục chưa? Phục con mẹ mày. Thì ra anh đó là thần tiên. Bộ cô không biết sao? Xin lỗi nha, làm anh mệt nhọc. Tôi tình nguyện làm vậy đó mà. Ăn mấy miếng? Hai miếng thì đủ rồi. Anh phải nhớ nói với anh đó là ngày mai tôi bắn được đầu nành nữa nha. Vậy hả? Anh đoán coi anh đó thích ăn mặn hay là ăn ngọt. Ăn mặn. Vậy thì thêm cái mặn vô. Bỏ hột mè vào càng thơm. Đậu nành chai là hả? Anh nói thích ăn thịt cầy. Thịt cầy đậu nành chai là hả? Yeah! Chẳng. Thịt cầy đậu nành ăn chai là hả? Yeah! Ây da, tôi tới đây cho điểm mà. Nếu đã như vậy ta dùng bạo chống bạo. Tao chịu thua chưa? Bây giờ tao kêu mày làm hòa thượng, tao phải kêu mày đi chết. Hãy ngoan ngoãn theo tao về. Thì là hết sức ngoan cố. Thôi bỏ đi, không muốn làm hòa thượng thì thôi. Từ nay về sau đừng có giết người nữa. Khốn nạn này, mày là người hay là thú vật vậy? Cô thích tôi không? Thích chứ, nhưng mà chờ kiếp sau đi. Còn kiếp này thì tôi nhất định phải lấy anh đó mới được. Cô nói đúng rồi. Sau khi tôi biết anh ta, tôi mới phát giác tôi có tự tôn. Trời ơi, đã phục chưa? Nằm một bên như một bước. Nếu mà không đi phá Tiểu Ngọc thì cái chuyện giữa mình này sao thể tin? Nếu tao không có kịp biến thân thì mày đã giết tao rồi. Cái thằng mất dịch này không có nhìn mày được nữa đâu. Chết đi mày. Phật tổ từ bi, gặp nhiều may mắn.
Nguy rồi. Đại Tôn, đã tới giờ rồi. Ai rao bán gì vậy? Ở đây ngày nào cũng vậy, anh mà kệ họ đi. Pháp tôi đã dùng hết rồi, chạy mau đi. Đã đến giờ rồi sao? Sao tôi thành vậy chứ? Bây giờ cái gì chứ, anh lạng mài mà. Tôi đi về nha. Nha. Yeah. Tụi mình là bạn thân hả? Ây, giờ còn không xuống mau lên. Anh bác, anh có thấy một người Ấn Độ râu ri tầm tầm không? Tôi thấy, hình như là chạy vào cầu tiên đằng kia kìa. Đúng theo. Đứng lại. Anh bạn, hình như tôi đã gặp anh. Hay gì tráng sĩ, nhìn lầm người rồi. Đồ khốn nạn, đã nói đừng để tao gặp mặt mày mà. Còn dám chơi để không trả tiền hả? Tôi đâu cho đi không trả tiền đâu. Đừng có đánh ảnh mà. Anh không phải là không trả tiền đâu. Anh là bạn trai của tôi. Đồ đê hèn, nó có ghẻ cô cũng lấy. Chờ coi đi. Nè anh bạn, tôi đã nói là không phải tôi mà. Anh không nhận. Anh đừng nói giận người giống người thôi mà. Rõ ràng anh ta cải trang. Tôi là người Ấn Độ có râu đi không được sao? Anh cạo không được sao? Áo râu đâu còn lại như vậy? Vì sao anh giúp anh ta chống đối với tôi chứ? Tôi chỉ nói cho sao thôi. Chết đi. Đúng của ta đâu kìa. Ây giờ thiệt tình. Nè anh đi. Có làm gì? Chừng đứng theo đi. Rút theo. Nè đừng có lỗi cho tôi nha. Đại Tôn, sao như phòng không có cửa vậy? Tí ghét à? Xin lỗi giờ lộn. Ra đóng cửa lại nha. Sư phụ à, đã cả buổi rồi sao không chịu xuống dưới cho đã để lại nguyên hình rồi kìa, mau chạy đi. Chạy hết nổi rồi. Bá Thiên. Còn thằng mày này nữa, chết nè. Mày không được kêu tao vậy. Tao là Châu Nhật Xương. Đại Tôn. Đại Tôn mà. Đại Tôn. Quay nè. Sao mày giết chết Đại Tôn của tao vậy? Đại Tôn bắt chết cả cho Đại Tôn. Đại Tôn không có chết được đâu. Quạt. Thì là cái đồ khốn nạn mà. Cái đồ khốn nạn. Xoay cái mặt nó qua bên này. Xoay qua. Mở mắt nó ra. Thiên gia nói tha cho anh một lần nữa. Rồi cho anh nhìn xem không nháy mắt. Hey, cái cảnh hồi nãy thiệt là ngoan mục đó. Hay rồi. Lần này con mày có chết hay không? Thổ địa. Thổ địa nữa đâu, hãy mau ra đây đi. Ê, tôi tử rồi nè. Làm gì là lố ông sồn vậy? Làm sao mới cứu được ăn mày Đại Tùng đi? Sự sống của con người đều có số cả. Quy củ của thiên địa không sửa được. Nhưng mà nó chết rất là oan uổng. Dù cho thế nào đi nữa anh phải cứu nó lên đi. Chết quan thì sẽ xuống dưới âm phủ. Thằng cha Diêm Vương khó thương lượng lắm. Nhưng mà nói đi. Trước khi vào thành Uổng Nữ có một đoạn là địa bàn của tà thần Thác La Sát. Nó chuyên môn thu nhận những du hồn giả quỷ. Lo cho động tài của nó thì những việc bất siêu sinh. Nhưng mà có thể thương lượng với nó được. Vậy dẫn tôi gặp nó đi. Uầy, tôi chỉ là một chức vị thổ địa, không đủ tư cách xuống dưới đâu. Không giống anh đâu. Anh nói kiên thành hỗ trợ, muốn lên muốn xuống cũng không sao. Vậy tôi phải trở về lấy kim thần. Uầy, anh đừng lấy kim thần chứ, đi mạo hiểm lắm. Thế nào cũng phải lấy. Ui, làm gì đó, buông tay. Kim thần của sư phụ không lấy ra được mà. Ui, nếu mà lấy ra ngoài thế nào hả? Không biết. Vậy là không sao rồi, cùng lắm cho thêm chút lợi tức cho ông nha. Không được. Chỉ mà một đêm thôi. Không được. Một giờ thôi. Không được. Vậy chắc là có chuyện rồi. Không được. Chuyện gì?
đứng lại. Có chuyện gì? Tả nó ra. Mày là những ai vào tổ sao? Không phải. Nhóc con mày thật là vô lễ nha. Tôi nói cho mày biết, tao với Phật tôi là bạn thân với nhau. Bây giờ thay mặt ông lấy 3/7 giết con người này lại, nghe rõ chưa? Mày dám sao? Đạp đi, đạp xuống đi. Mày lập tức đi Thỉnh Thích Ca Mâu Ni đến đây gặp tao. Mày khoan đi đã. Thật ra tao với Phật tổ cũng không thân với nhau đâu. Tao đâu có biết mày có thù hận với ổng như vậy. Để tao kêu mày đại ca nha. Mày đã có nhiều bộ hạ, thấy một người không nhiều bớt một người không ít mà. Thằng này coi như là tặng cho tao đi. Tặng cho mày có gì cho tao? Lợi ích hả? Hay là để tao cắt giùm móng chân cho mày nha. Dài quá rồi không có được đâu. Lấy kim thân của mày đến đây đổi đi. Kim thân? Kim thân không có cho mày được đâu, mày lấy đi cũng vô ích thôi. Để xem cũng được. Wow, cái đồ khốn nạn mày thì là đáng chết mà. Được, tao đổi. Đại Tùng, dù sao tao cũng dẫn mày về trển, đừng lo. Để kim thân của mày lại đi. Yeah! Mày hiểu là trao đổi với tao mà tại sao lại không có đồng giấy của nó vậy? Dạng ra. Ê, Hòa Thượng à, không biết từ đâu té xuống đây vậy? Dạ chết rồi, đã trở lên đến đây. Ông thích đây về chỗ cũ đi. Tôi đã mất đi kim thân rồi, muốn xuống dưới cũng không được nữa. Giờ lần này thì là thê tạo, ông bác kim thân bị người ta gạt đi rồi. Đại Tôn! Đại Tôn! Đại Tôn! Chúa Công, tôi nhất định làm theo lời Chúa Công, hoàn thành đại nghiệp cho Chúa Công. Ui, ui nè, anh bạn à, ui, ui, nè, nè, sao anh vậy chứ? Không nể tình chút nào, dù sao tôi cũng là địa chủ đây mà. Tôi nói là đừng chúng ta vào mà. Là xảy ra chuyện đó. Cái bọn thần tiên ở trong kia, bọn họ nói là có lầy dãy với bọn tà mà. Bọn họ không muốn ở chung với anh nữa. Tất cả bỏ đi hết rồi. Tụi hồi nãy về đây lấy hành lý đó. Nên xin lỗi nha, tôi đây cũng sắp về hưu rồi. Một lần phải theo họ, anh bảo động nha. Ủa, tại sao vậy? Đồ đã đóng mất tiêu đáo rồi. Đã điên à? Kim thân đâu? Ây da, anh chết rồi. Đã gây ra tai họa rồi. Tôi ây da, chết rồi. Thổ điệu đi mất tiêu luôn. Ê, quỳ rồi, quỳ rồi. Sư phụ đi đâu? Thế điền, tôi nói rồi mà, kim thân không thể rời khỏi chùa này. Bây giờ các vị thần thì bỏ đi hết rồi, tôi làm sao gánh nổi cái trách nhiệm này đây chứ? Sư phụ à, sư phụ à, đi đây, đừng lưu luyến gì nữa mà. Sư phụ! Ngài cũng trách tôi à,
Sư phụ, đi đi, mau đi. Hoàng Nguyên, thế là tuyệt tình với tôi như vậy sao? Quý Tiểu Ngọc à, nghe nói hôm cô bị Thiên Hà đánh tả tơi hết á, có phải vậy không? Quý sao chịu trả lời, mồ giỏi lắm sao? Đã tơi tả rồi đi kiếm có Hồng hay hơn. Chờ lát. Ừ? Có chuyện gì đó Tiểu Ngọc? Tôi không thu tiền của hai anh. Vậy hả? Tớ khác đây là. Đi nè, đi đi đi. Thì tôi cũng là. Tôi trước đó mà. Tôi trước. Hả? Cô hãy nói cho tôi biết, làm sao con mới vui lòng? Gả cho anh. Con nghịch thiệt. Gả cho anh. Nếu mà gả cho tôi, cô không làm đĩ nữa có phải không? Không làm. Thì vậy sao? Thiệt mà. Tôi lấy cô. Hả? Tôi Hàng Long La Hán, từ tế điện hòa thượng, hôm nay nguyện lấy Bạch Tiểu Ngọc làm vợ. Cho dù kiếp trước có thế nào, kiếp này như thế nào đi nữa, thì kiếp này tôi không hối hận đâu. Nhưng mà tôi đã ngủ với cả 100,000 người, đã lên giường không biết bao nhiêu người rồi. Anh Dũng. Sao? Chịu nổi mà. Yeah! Anh thì thương tôi hả? Tôi thật là thương cô lắm. Anh thương tôi bao nhiêu? Cũng như ăn mày đại tùng vậy. Ăn mày đại tùng? Ờ. Vậy anh thương người nào nhiều hơn? Như nhau. Làm tôi hết hồn. Tôi sợ anh thương anh nhiều hơn tôi. Đâu phải như nhau. Yeah! Tại sao không vui vậy? Đâu phải. Yeah! Vậy mới tốt chứ, làm lễ đi. Được, mình đi. Làm lễ xong, mình vào trong động phòng. Được, làm lễ đi. Sao gấp quá vậy? Tôi sợ không kịp. Sao lại không kịp? Bởi vì thần tiên một kết hợp với phàm nhân đó, thiên đình sẽ trừng phạt, sẽ biến thành con người vô đầu. Anh đừng có nói như vậy. Cái chân của anh. Đang biến đó. Cái anh khốn nạn này dám phá tôi. Nè, bây giờ đừng có nói chuyện gì nữa, hãy mau đi làm lễ đi, lẹ lên. Tôi lấy người vô đầu làm gì, điên rồi sao? Không sao, không sao. Cô đừng có nuốt lời nha. Anh dựa vào cái gì mà lấy tôi? Tôi đã thề rồi. Đó là anh thề thôi. Nè, tôi mặc kệ cô có gả hay là không, cô đã hứa với tôi là không có làm đĩ nữa. Không cần anh lo. Cô muốn gạt tôi sao hả? Phải. Tôi gạt anh. Thần tiên giỏi lắm sao? Anh không có tình yêu với tôi. Tôi biết mà. Cái gì tôi cũng biết hết. Lần này đã thua sạch rồi. Lần này đã thua sạch rồi. Thì là không còn gì hết. Anh không thương tôi. Kiếm này tôi không cần tình yêu. Đừng! Về sau tôi cũng không cần tình yêu. Sau này tôi không cần tình yêu nữa. Giết luôn đứa này là đủ số 49 người. Bây giờ lấy kim thân ngâm trong máu, cho dù nó kiếm được thì cũng phế võ công của nó. Rốt cuộc mày đã xuất hiện rồi, nhưng mà đã quá muộn. Bây giờ mày đây giống như là một con chó chết thôi. Thiên tự phái xuất hiện. La Hán Ám Định hiện linh thần thông.
bắt cái thằng khốn nạn đó. Ác nhân chinh kiếp, coi người ác hay là ta ác đi. Mày đánh tao không chết đâu. Vậy hả? Vậy thì đánh cho mày biết, cho mày biết luôn, cho mày biết quay quay. Dạ. Cho mày biết này, cho mày biết, 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 cho mày biết. Tôi thương lượng bên trái rồi. Nếu mà anh nhận thua, giáng chức anh ba cấp sẽ tranh lại thằng tiên. Rất là cấp bách đó. Mình phải trả lên. Em quyết xong cái vụ này á. Nhanh tay lên đi. Khốn nạn, từ giết mày sớm thì phải có nhiều người chết. Tại sao lại như vậy? Chúa công đã đổi thiên niên bất tử tâm cho tao. Tụi mày đánh không chết được tao đâu. Xem cho kỹ thiên niên bất tử tâm của mày nè. Hả? Cục đá. Tại sao lại như vậy? Chúa công, đây gọi là tử tâm, nó chỉ lợi dụng mày thôi. Chúa công gạt tôi sao? Gạt mày em được sao? Cái đồ ngu si, không gạt mày thì gạt ai đây? Có ai mà ngu như mày? Chúa công gạt tôi. Ông nói hả? Tao đánh này. Được, tôi nói. Hồi trước Phật tổ không cho Hắc La Sát lên Phật giới, cho nên lấy cái quyền trượng nó để dưới Phật Quan Âm ở Quốc Thanh Tự đè lên kim thân của mày, làm cho các thần tiên bỏ chạy hết. Tất cả là gian kế của nó, mục đích là muốn chùa đó không có thần lực phù hộ. Nhân nguyện thực đêm hôm nay, trong giờ phút cực âm, nó sẽ lấy lại quyền trượng của nó. Vậy thì nó sẽ còn chết. Ôi, Hàng Long à, tụi mình không còn thời gian nữa. Nếu không trở lên trải năm, ba đứa mình ở lại chị bán chuối rồi. Đi lại lên đi, đi. Tôi mệt quá, trả trái tim lại cho tôi. Tôi không muốn chết đâu. Mày không muốn chết hả? Ăn mày đậy tụi còn mấy mươi mạng người ở đây nữa, không lẽ tụi nó muốn chết sao? Hả? Cái mạng của mày đã mất lâu rồi. Cho dù là mày lấy lại cục đá này, cũng chỉ tiếp tục làm bồi nhìn cho Hắc La Sát thôi. Tiếp tục giết chết những người vô tội mà. Mày muốn như vậy có phải không? Nếu là như vậy thì lấy lại đi. Lấy đi. Vậy kiếp sau đừng cho tôi làm người nữa. Đi mau Hằng Long à, đi mau. Còn chưa có đi được đâu. Điên rồi sao? Không đi thì không còn cơ hội nữa. Hắc La Sát mới là kẻ tội ác tày trời, tao phải giải quyết nó mới được. Các người đi trước đi. Hằng Long à, tới giờ rồi. Ê Hằng Long, Hằng Long. Thế thức Phật pháp với mày, lấy 13 kiếp tu hành của tao dồn vào trong mình của mày. Hôm nay tất cả đều trông cậy vào mày đó, có biết không hả? Tỉ mày. Được.
Nguy rồi. Mình gặp lại rồi. Chạy mau. Tại sao sư phụ ở đây vậy? Sư phụ không nỡ bỏ đồ đệ lại. Đã biết là chỗ này nguy hiểm mà còn trở lại đây làm gì? Là bởi vì sư phụ rất thích đồ đệ. Lại tới nữa rồi, chạy. Sư phụ à, kim thân của tôi không còn lại bao nhiêu đâu. Bây giờ tôi phải xuất một chiêu sau cùng, lấy được con viên nếu được thân của Hắc La Sát thì mới có cơ hội khắc phục được nó. Nếu dùng hết kim thần để tôi sẽ bị quý diệt đó. Chuyện này mặc kệ nó. Vậy làm sao đánh nhà thân thể nó? Muốn nhờ sư phụ mở rộng cái miệng của nó giùm tôi. Chỉ vậy thôi hả? Được hay không? Tất nhiên không được. À, sư phụ á, sư phụ có sao không vậy? Sư phụ. Hả? Bột vàng ở đâu rồi sư phụ? Không lẽ sư phụ đã nuốt rồi? Phải, nuốt hết rồi. Hả? Trong lúc nguy nan như vậy mà sư phụ lại. Sư phụ đâu có muốn vậy chứ. Bây giờ đang bụng của sư phụ hả? Vô cùng khó chịu. À, sư phụ à, hãy tìm cách đại tìm bột vàng ra đi. Sư phụ bị bó lâu rồi. Hả? Sư phụ nhớ rồi, kim thân còn có hai đan vàng ở đây. Hả? Sư phụ ăn cắp đó. Sư phụ không có răng, mua dùng đỡ thôi. Quê, sắp chống không nổi rồi, sư phụ giúp một lần đi. Giúp gì? Hả? Mở rộng cái miệng của nó ra. Hôm nay ta phải dùng hết sức của ta để thâu thập mi. Mi thật là hỗn loạn. Sao, sợ rồi hả? Quỳ xuống lại ba lại, ta thay cho. Tôi chỉ là ngạo nghễ quá vậy. Tay điên. Tay điên. Tay điên. Các vị nhận thấy như vậy sao? Thằng gan mai đại tùng nó dốt đi ăn xin hơn hai mươi mấy năm rồi. Trước khi làm chung cùng là ăn mày còn nữa nha, cái còn nó gạch nát hết cái mặt cả tội nghiệp. Cái vụ của Nguyên Bá Thiên càng rùng rợn hơn. Trước khi anh ta chết còn giết chết mấy chục mạng người đó. À, các người nói coi thiệt là cái gì đây? Nói sao hả?
thất bại. Ăn mày Đại Tùng tuy là chết hoang uổng, nhưng mà trước khi hắn chết, hắn nói tên của mình là Châu Nhất Xương, có nghĩa là hắn đã lấy lại sự tự tôn của mình. Các người coi đây. À, tới xem coi. À, xem coi. Kiếp này hắn khỏi phải làm ăn mày nữa rồi. Nói đến Tiểu Ngọc, tuy rằng trên mặt đã có thẹo, nhưng mà cô ta không có làm đĩ nữa. Cô ta quả thật đã mở tiệm bán đậu hũ. Còn Nguyên Bá Thiên chuyên làm việc ác, chúng ta cũng được nghe những lời sám hối trước khi nó từ trần, không muốn làm người nữa. Bây giờ nó đã chuyển nhập luân hồi rồi. Kiếp này nó làm heo, nhưng mà trong tương lai nó rất là sáng lạng. Các vị nghĩ coi, Hàng Long đã thắng hay là bại? Nhưng bất luận thế nào, Hàng Long La Hán đã không tồn tại nữa. Ây dồi, ai làm chết cái này đây? Rất may tôi lượm lại được. Nhưng mà chúng ta lại có một vị Hàng Long tôn giả. Ôi, Hàng Long ngồi chỗ này vậy? Bây giờ lại ngồi giả rồi vậy? Sao sướng quá vậy hả? Tôi đã thăng được mấy cấp thôi. Nghi thức trao dương miệng bắt đầu. Ngươi có tâm nguyện gì hay không? Tôi muốn trở thành một hòa bình sứ giả, đi tuyên truyền lòng thương ở dưới chân vàng, cho nhân loại hiểu rõ chỉ có lòng thương thì ở đâu cũng là thiên đàng.